theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 18 giờ ngày 25 tháng 9, áp thấp nhiệt đới có vị trí vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 108,7 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 44 km về phía Tây, cách Quảng Ngãi 111 km về phía Bắc. Khoảng rạng nửa đêm về sáng thì áp nhiệt đới này sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế. Sau đó thì áp nhiệt đới đổi hướng di chuyển hướng Tây, di chuyển sang khu vực Nam Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp. Chuyên gia khí tượng dự báo, từ nay đến hết ngày 27 tháng 9, các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị và đến Quảng Nam sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nơi trên 450mm. Do hoạt động của trung tâm nhiệt đới và kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, thì không loại trừ khả năng có những điểm có thể xảy ra mưa dồn dập, cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn, thì gây ra cái lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong đêm nay và sáng mai ngày 26 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.